được thành lập vào năm 2020. Tổ hợp tác bảo trì và sửa chữa ô tô Gara Hải Đăng được nhiều người biết đến bởi khả năng trị bệnh của nhiều dòng xe. Từ ô tô con đến xe tải với giá cả phải chăng. Đây là tâm huyết của ông Trần Minh Hải cùng 3 thành viên là cựu chiến binh góp vốn thành lập. Vốn đam mê với máy móc, sau khi xuất ngũ, ông Hải quyết tâm đi học nghề sửa chữa ô tô để phát triển kinh tế gia đình. Hơn 30 năm làm thuê ở nhiều nơi, từ kinh nghiệm tích lũy, ông Hải trở về quê thành lập gara. Đây cũng chính là nơi ông thực hiện tâm nguyện của đời mình là đào tạo miễn phí cho những học viên có hoàn cảnh khó khăn. Mục đích của tôi đó là muốn mở cái chỗ này để mà giúp đỡ cho các em mà cơ nhỡ, những gia đình con em mà thương binh liệt sĩ, những gia đình mà có công với cách mạng, với lại những con em mà đồng đội ngày xưa đó, mình muốn để mà tạo cái điều kiện cho nó, tạo cái công ăn việc làm cho nó, thì sau này nó có cái cuộc sống khỏe thoải mái hơn. Hiện tại xưởng sửa chữa có 10 học viên theo học thường xuyên. Không chỉ được học nghề miễn phí, các học viên còn được hỗ trợ chi phí từ 2 đến 3 triệu đồng mỗi tháng và nhiều phụ cấp khác như hỗ trợ tiền ăn trưa, chi phí đi học khi học viên ở xa. Những học viên sau khi thành thạo nghề sẽ được tuyển dụng làm thợ chính với mức lương từ 8 đến 10 triệu đồng mỗi tháng tùy vào tay nghề. Mình ra nghề được 5 năm rồi, là tại vì anh em gắn bó với nhau làm vui vẻ, về chỉ dạy nhiệt tình. Duyên chú Hải thì dạy cho mình nhiệt tình nên là gắn bó. Ở đây mức lương cơ bản cũng khoảng từ 8-10 triệu, cũng thu nhập cũng khá ổn định, về nuôi cuộc sống gia đình nó cũng tốt hơn. Chú Đăng cũng chỉ cho em cũng nhiều rồi, được chị chỉ với là em sẽ cố gắng theo người. Sau này em cũng có cái người nuôi em, nuôi cho bản thân em và nuôi cho gia đình của em. Kinh nghiệm thì mình biết cái gì thì mình sẽ chỉ cái đó thôi, nhưng mà cho các bạn là thực tế, là cho các bạn va chạm thực tế chứ không có phải là qua một cái lý thuyết gì nhiều. Đa số là mấy bạn gia đình đều khó khăn, cái chi phí để mà đóng tiền học đi học như ở như các trường tư thì nó không đủ khả năng. Cùng mình ở đây là các bạn vừa làm cho mình, vừa mà nâng cao tay nghề, học thêm nghề, rồi thêm có thêm thu nhập hàng tháng nữa. Tiếp nối lý tưởng của cha mình, sau khi xuất ngũ, anh Trần Hải Đăng đã nối nghiệp công việc tại gara. Bên cạnh tiếp tục dạy nghề miễn phí cho con em của cựu chiến binh, anh Đăng còn mở rộng ra dạy nghề cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi tại địa phương. Nhờ tận tâm với nghề nên xưởng sửa chữa được nhiều khách hàng trên địa bàn và ở cả những vùng lân cận tìm đến. Đến nay, xưởng đã đào tạo 20 học viên ra nghề và có công ăn việc làm ổn định. Khi mình đã tạo đạo ra được một người thợ mà để đi làm giúp ích cho bản thân á, mà để phát triển được thêm cái nghề này, khi đi tới đâu người ta cũng hỏi chỗ đó học chỗ đó ra làm gì đó, mình cảm thấy hãnh diện lắm, cho nên vui và mình cũng cố gắng giải hết mình. Tổ hợp tác này thì đào tạo thì miễn phí hoàn toàn, thì ngoài ra thì còn hỗ trợ cơm trưa, thì cái này cũng là một cái nghĩa cử cao đẹp để lan tỏa những cái hình ảnh của anh bộ đội Cụ Hồ. Với tâm niệm cho đi là còn mãi, bên cạnh việc dạy nghề miễn phí, sắp tới anh đang ấp ủ sẽ xây dựng thêm đội cứu hộ giao thông hỗ trợ người đi đường. Bằng hành động thiết thực, việc làm ý nghĩa của cựu chiến binh Trần Minh Hải cùng con trai, giúp các bạn học viên có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học nghề, gắn bó và xây dựng phát triển quê hương.